Cô xin chào mừng tất cả các em học sinh lớp 1 đến với bài giảng của cô ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài ôn tập 3. Các con bắt đầu vào tiết 1 nhé. Cô mời các con cùng nhau xem một đoạn phim. Rồi như vậy qua đoạn phim này, bạn nào cho cô biết bạn nhỏ đã xảy ra chuyện gì nào? À, bạn bị ngã xuống biển đúng không? Vậy nhân vật nào đã cứu bạn nhỏ? À, đó là những chú cá heo. À, tiết tập đọc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cá heo có tình cảm đặc biệt gì đối với con người qua bài Cá heo biết cứu người. À, bây giờ các con sẽ chú ý lắng nghe cô đọc mẫu và nhờ theo nha. Cá heo biết cứu người. Cá heo sống dưới nước, thỉnh thoảng chúng vẫn phải ngoi lên mặt nước để thở. Cá heo biết chăm con. Cá heo con có thể tự mình nổi lên mặt nước, nhưng khi cần, cá heo mẹ vẫn dùng mõm đẩy con lên. Nó luôn chú ý bảo vệ con khỏi bị cá dữ tấn công. Cá heo cũng có thể nhận thấy sự sợ hãi của con người khi họ gặp nạn. Nhờ những thói quen và khả năng trên mà cá heo cứu được rất nhiều người. Bây giờ các con hãy dành thời gian để luyện đọc lại bài Cá heo biết cứu người nhé. Các con sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 1. Bài đọc trên viết về điều gì? Hãy chọn ý đúng. A. Cá heo sợ hãi khi gặp loài người. B. Cá heo là một loài cá dữ. C. Cá heo biết cứu người. Các con hãy chọn đáp án và nói cho ba mẹ, anh chị nghe nha. Rồi, đáp án của chúng ta đó là đáp án C, cá heo biết cứu người. Cô chúc mừng những bạn đã chọn đúng đáp án nha. Một tràng vỗ tay thật to tặng cho các bạn nào. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trả lời câu hỏi số 2. Tìm và đọc các câu cho thấy cá heo biết chăm con. Các con hãy đọc lại bài đọc trang 156 và trả lời cho cô câu hỏi số 2 nhé. Và đáp án của cô, cá heo biết chăm con. Cá heo con có thể tự mình nổi lên mặt nước, nhưng khi cần, cá heo mẹ vẫn dùng mõm đẩy con lên. Nó luôn chú ý bảo vệ con khỏi bị cá dữ tấn công. Cô mời tất cả các con sẽ cùng nhau đọc lại đáp án câu hỏi số 2 nhé. Em có thích cá heo không? Vì sao? Các con hãy chia sẻ câu hỏi số 3 này cho bố mẹ hoặc anh chị của mình nghe nhé. Và cô nghĩ đa số các con sẽ rất thích cá heo đúng không nào? Vì cá heo là một loài vật rất là hiền, tốt bụng, biết cứu người nữa. Như vậy các con thấy rằng chúng ta phải biết bảo vệ các loài cá heo đúng không nào? Bảo vệ môi trường sống của cá bằng cách không xả rác xuống dưới biển nè, xuống dưới nước, không thải các chất độc hại làm phá hoại cái môi trường sống của cá. Các con nhớ chưa nào? Cùng nhau trao đổi với bạn về một truyện em đã đọc. Chú ý nói về tên truyện, các nhân vật có trong truyện, nhân vật em yêu thích nhất. Thì bây giờ cô sẽ cùng nhau
chia sẻ một câu chuyện với các con nha. Câu chuyện cô muốn kể với các con đó là khỉ và cá heo. Một ngày nọ, các thủy thủ bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc để ra khơi trên chiếc thuyền buồm. Đây sẽ là một hành trình dài. Một thủy thủ còn mang theo một chú khỉ lên thuyền. Thuyền ra khơi, lênh đênh giữa biển khơi. Bất ngờ có một cơn bão khủng khiếp kéo tới và làm lật tàu của họ. Toàn bộ các thủy thủ đều rơi xuống biển và cả chú khỉ cũng vậy. Nó chắc chắn rằng mình sẽ bị chết đuối. Đột nhiên, một chú cá heo xuất hiện và cứu mạng khỉ. Nó cõng khỉ trên lưng và bơi vào hòn đảo gần nhất để tránh bão. Hai con vật tìm được một hòn đảo nhỏ. Khi tới nơi, khỉ xuống khỏi lưng của cá heo. Cá heo hỏi: "Bạn đã bao giờ tới một hòn đảo nào như này chưa?" Khỉ liến thoáng trả lời: "Tất nhiên rồi, bạn biết không, vua của hòn đảo này còn là bạn thân của tớ đấy. Thật ra tớ là hoàng tử khỉ đấy bạn cá heo ạ." À, cá heo biết rằng sự thật không có ai sống trong hòn đảo hoang này cả. Nó nói: "Tốt tốt, thì ra bạn là một hoàng tử cơ đấy. Bây giờ bạn có thể trở thành vua nữa cơ." Con khỉ hỏi: "Làm thế nào để trở thành vua?" Cá heo bắt đầu bơi ra xa. Đoạn nó quay lại trả lời khỉ: "Dễ thôi mà bạn khỉ, bạn là con vật duy nhất trên hòn đảo này, tự nhiên bạn sẽ trở thành vua thôi." Khỉ nhận ra sai lầm từ thói khoác lác của mình, nhưng đã quá muộn. Cá heo đã bơi rất xa, bỏ lại nó một mình trên hoang đảo. Câu chuyện của cô đến đây là kết thúc rồi. Hãy cho cô một tràng vỗ tay thật to lên nào. Vậy giờ bạn nào có thể nhắc lại cho cô biết câu chuyện tên gì nào? À, đó là câu chuyện mang tên Khỉ và Cá Heo. Các nhân vật có trong truyện đó chính là khỉ và cá heo. Vậy theo các con, nhân vật nào em yêu thích nhất? À, có thể có bạn thích cá heo vì cá heo là hiền lành, tốt đúng không? Biết giúp đỡ người khác, cả con người và cả những bạn loài vật khác. Như vậy, câu chuyện khiến chúng ta rằng nói dối và khoác lác sẽ mang lại rất nhiều là rắc rối. Hãy là một đứa trẻ ngoan và trung thực nhé các con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua hoạt động nghe viết. Các con chú ý lắng nghe cô đọc đoạn ký tả. Cá heo biết chăm sóc và bảo vệ con. Cá heo có thể nhận thấy sự sợ hãi của con người khi họ gặp nạn. Nhờ thế, cá heo cứu được rất nhiều người. Các con có thể nhờ ba mẹ anh chị của mình đọc đoạn chính tả này trong sách giáo khoa trang 157 để các con có thể viết vào vở tập viết hoặc là vở số 2 nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập. Bài tập 2: thay hình ngôi sao bằng từ ngữ thích hợp để hoàn thành các câu sau. Đoạn văn em vừa viết có câu. Bạn nào cho cô biết đoạn văn chính tả mình vừa viết có bao nhiêu câu nào? À, đoạn văn chính tả vừa viết có 3 câu. Câu thứ hai, chữ đầu câu em viết. Thì bạn nào có thể trả lời cho cô biết chữ đầu câu chúng ta viết như thế nào? À, đúng rồi. Chữ đầu câu em viết hoa. Cuối câu có dấu câu. Bạn nào có thể trả lời cho cô biết? Cuối câu có dấu chấm hết câu. Rồi cô mời các con đọc lại cho cô. Đoạn văn em vừa viết có 3 câu. Chữ đầu câu em viết hoa. Cuối câu có dấu chấm hết câu. Như vậy các con cần lưu ý
ở tất cả các bài chính tả nào chúng ta đều phải biết viết hoa chữ đầu câu và cuối câu có dấu chấm. Các con nhớ chưa nào? Cô mời các con qua bài tập số 3, thay hình ngôi sao bằng yêu cầu thứ nhất, chữ L hoặc N. Cô đố các con có thể thực hiện đúng được các bài tập này nha. Và đáp án của cô, thảo, luận, lướt sóng, đua thuyền nan. Yêu cầu thứ hai, điền vần un hoặc vần ung. Bún riêu, khung cảnh, hòa súng. Và cô chúc mừng những bạn nào đã điền đúng nha. Yêu cầu tiếp theo, viết vào vở câu em nói trong mỗi trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, xin phép mẹ cho em xem phim hoạt hình. Như vậy thì đối với trường hợp thứ nhất này, các con sẽ nói như thế nào? Các con có thể đi tìm mẹ mình và nói lời xin phép với mẹ cho mình đi xem phim hoạt hình. Thử xem nào. Nếu mà theo cô sẽ nói thế này. Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con đi xem phim hoạt hình với bạn Hằng nha. Trường hợp thứ hai, cảm ơn bố đã mua đồ chơi cho em. Các con hãy thử tìm bố của mình. Và giả sử nếu mà bố của mình cho mình một món đồ chơi, thì mình sẽ nói lời cảm ơn như thế nào? Rồi, đối với cô sẽ nói như thế này. Con cảm ơn bố đã mua cho con một chiếc xe mới. Và trường hợp thứ ba, xin lỗi bạn vì làm bạn ngã. Trong quá trình ra chơi á, các con không nên chạy giỡn mạnh, có thể tự làm ngã mình hoặc va chạm với bạn khác làm bạn khác ngã, như vậy rất là đau. Bây giờ nếu mà con làm bạn ngã rồi thì con sẽ nói lời xin lỗi như thế nào? Trong lớp mình, bạn nào đã từng lỡ làm bạn ngã rồi cho cô biết con nói lời xin lỗi như thế nào? Các con hãy thử chia sẻ cái lời xin lỗi của con với người thân trong gia đình các con nghe thử xem nào. Có thể mình sẽ đỡ bạn lên và mình nói, mình xin lỗi bạn vì đã lỡ làm bạn ngã. Chắc chắn rằng bạn sẽ nói lời cảm ơn vì mình đã đỡ bạn dậy, đúng không? Và thứ hai là sẽ tha lỗi cho mình. Như vậy các con thấy là tùy trường hợp chúng ta sẽ có những cái cách cư xử, thái độ khác nhau. Ví dụ như mình muốn xin phép thì phải nói lời xin phép như thế nào cho thật là lễ phép nè. Khi người khác, điển hình là bố mình mua đồ chơi cho mình thì mình phải nói lời cảm ơn như thế nào. Và nếu mà làm bạn ngã bị đau thì mình sẽ nói lời xin lỗi như thế nào. Thì cô mong lớp chúng ta, các con sẽ biết ứng xử phù hợp trong những tình huống cụ thể. Các con nhớ chưa nào? Và cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe bài giảng của cô ngày hôm nay. Tiết ôn tập của chúng ta tới đây là kết thúc. Cô chúc các con sẽ học thật là tốt, có kết quả tốt trong kỳ kiểm tra cuối năm nhé. Cô cảm ơn các con. Xin chào các con nhé.